nó vẫn có những tình huống chuyền bóng về và sau đó tổ chức lại được chuyền nhanh. Và Việt Anh là người đã cắt bóng, không phải đó là Thanh Bình. Và che chắn tốt là của Văn Khang, mở bóng cho Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng đang cố gắng thoát xuống. Một tình huống lùi về với tốc độ cực nhanh của Mùa Tép, nhưng vẫn là Nhâm Mạnh Dũng. Cơ hội không được. Minh Bình đã đưa ra một quyết định dứt điểm nhanh. Số 18 của U23 Việt Nam có đủ sự thông minh để chớp được cơ hội sau khi đội bạn mắc sai lầm. Đáng tiếc ở phía trong, Thanh Bình. Bộ đôi Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh đang là những người tạo ra những điểm cắt, điểm ngăn chặn tốt và họ cũng đã xử lý rất bình tĩnh. Chúng ta vẫn duy trì được quyền kiểm soát bóng trong tình huống này. Lại một pha cắt bóng của Bùi Hoàng Việt Anh. Tiến vào, đưa bóng vào, sút bóng, không vào. Pha phối hợp hay của các cầu thủ U23 Việt Nam. Cú dứt điểm là của Nhâm Mạnh Dũng, tình huống trả bóng là của Văn Khang. Tiến Long đã đưa ra một đường chuyền hợp lý. Văn Khang đã dùng lực để trả bóng lại rất phù hợp với Nhâm Mạnh Dũng. Đáng tiếc là bóng đã không hướng vào khung thành sau cú ra chân của Nhâm Mạnh Dũng. Dạ. Khu vực giữa sân của U23 Arab Saud, họ đang có Ankabi, người đang không chơi bóng. Đây là một người có khả năng phân phối chuyền bóng. Không được. Các bạn đã không thể có một tình huống xâm nhập thành công. Và bật chuẩn cũng không biết gì phải vội vàng cả. U23 Việt Nam. Pha xử lý là của Văn Trường. Lại là một đường bóng dài đến từ cái chân của Lương Duy Cường. Minh Bình, Tiến Long nắm băng lên. Minh Bình quyết định xâm nhập. Đường chuyền của Minh Bình quá lộ và đã không thể qua được trung vệ bên phía U23 Ả Rập Xê Út. Tiếp vẫn tục có một tình huống xử lý lạnh lùng của Bùi Hoàng Việt Anh và nó vẫn có được sự hiệu quả. Bùi Hoàng Việt Anh đang chơi chín chắn. Kể từ đầu trận thì những tình huống xử lý của Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình có đúng phiêu. Trong những phút vừa qua thì chúng ta thấy là Văn Khang đang thi đấu khá gần với Nhâm Mạnh Dũng. Và cắt bóng là của Thanh Bình. Đếm số lần cắt bóng của bộ đội trung vệ Việt Nam thì chúng ta sẽ có được một con số ấn tượng. Nhưng đây là tình huống đi bóng của Danh Trung. Trọng tài không thổi phạt cầu thủ bên phía U23 Ả Rập Xê Út. Nhìn vào cái cách Danh Trung, Văn Khang cũng như là Tuấn Tài đã thể hiện kể từ đầu trận thì có thể hiểu vì sao cho tới thời điểm này Hamad Aniami bên phía cánh phải của U23 Ả Rập Xê Út không có được nhiều tình huống dâng cao như người đồng đội số 12 Motep Anhabi ở bên hành lang cánh trái. Ankabi. Đường chuyền của trung vệ đội trưởng Hassan Yahya. Sử dụng khá nhiều những tình huống mở bóng xuống hai cánh. Bố tách không thể đưa bóng vào trong. Động tác của bố tách không được. Người cao so- chơi bóng dọc biên không thành công của các cầu thủ U23 Việt Nam. Còn Văn Chuẩn đã xuất tướng. Bên cạnh phản xạ thì khả năng chơi chân cũng như là khả năng quan sát của Quan Văn Chuẩn là những điểm mà anh được đánh giá rất cao. Cho tới lúc này thì U23 Việt Nam vẫn đang làm khá tốt việc hạn chế sức mạnh từ những tình huống dâng cao của hai hậu vệ biên bên phía U23 Ả Rập Xê Út. Và bên cạnh đó, một bài đánh quen thuộc mà chúng ta đã thấy ở U23 Ả Rập Xê Út trong những trận đấu tại vòng bảng, đó là những đường chuyền và khoảng trống giữa hậu vệ cánh và các trung vệ của đối phương.
Sau đó là một tình huống thoát xuống và trả lại cho tuyến 2 dứt điểm. Rất tốt, nỗ lực của Văn Trường. Không có tiếng còi nó vang lên cả. Danh Trung cùng với đó là hiệp vị rồi.